Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-phát-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê, có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, giáo hội cho chúng ta hôm nay đọc 3 bài. Bài thứ nhất nói về ông Gióp thì cho chúng ta thấy điều gì? Nếu mà đọc nguyên một cái tác phẩm về ông Gióp trong Tin Mừng thì thấy ông đó là người rất giàu có, giàu nhất vùng đó. Mà rồi cũng có những cái lúc ông ấy không còn một cái thứ gì. Khi giàu thì bạn bè, thân nhân, ai cũng quay quần bên ông ấy. Khi ông trắng tay, chính bà vợ cũng bỏ ra đi. Nhưng rồi là ông vẫn không bỏ Chúa. Ông vẫn bám vào Chúa. Ông tin rằng mọi sự ông hiện có hay không có đều do ý Chúa. Ông tin một cái đức tin rất mãnh liệt. Và rồi Chúa lại trả lại cho ông những gì Chúa đã lấy đi. Ông lại trở lại một con người giàu có. Thì hôm nay giáo hội cho chúng ta đọc một đoạn trong tác phẩm về ông Gióp. Thì ở đấy, ông đã nói về cuộc đời con người ở trên trần gian này như là một người làm thuê chẳng có gì là của mình, như là một kẻ nô lệ đang tìm bóng mát để nghỉ ngơi. Cho chúng ta thấy tất cả những gì chúng ta đang có và hiện có, hay hơi thở của chính chúng ta, cũng không phải là do chúng ta. Đó tất cả là do Chúa ban. Vậy chúng ta hãy sống làm sao với những gì Chúa đang ban trong cái hiện tại này của chúng ta đang được sử dụng nó, chứ không phải chúng ta đang làm chủ nó. Chúng ta đang được sử dụng những gì Chúa ban, chúng ta phải sống như thế nào? Đó là một câu hỏi để rồi mỗi con người chúng ta hãy đặt ra những cái gì cho chúng ta. Tại vì hôm nay cũng là một chủ nhật cuối cùng của năm, theo người Việt Nam là cuối năm, thì chúng ta đặt lại những câu hỏi trong một năm qua chúng ta đang sống với Chúa, với ơn gọi cuộc làm con Chúa, chúng ta sống đức tin như thế nào và chúng ta sống với tha nhân như thế nào vượt một năm qua. Rồi Thánh Phaolô lại nói cái gì? Tôi là một con người tự do thì tôi phải đi rao giảng lời của Chúa, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng lời Chúa. Thì muốn làm một con người tự do thì tất cả những gì chúng ta đang có hay chúng ta đang mơ ước, chúng ta đừng bám víu vào nó để chúng ta trở thành một con người tự do thực sự.
Chúa ban cho chúng ta đón nhận, chúng ta sử dụng nó. Như không sử dụng, Thánh Phaolô cũng nói như vậy, để chúng ta được hoàn toàn tự do và sống cho Chúa và cho tha nhân. Chứ còn nếu chúng ta bám víu vào cái nhà, hay bám víu vào tài năng, bám víu vào nhan sắc, bám víu vào những cái của cải chúng ta đang tự cho là mình đã làm ra nó, thì chúng ta khó buông nó để mà chúng ta sống cho Chúa và tha nhân, hoặc chúng ta nói về Chúa cho người khác được. Nếu chúng ta muốn như lời Thánh Phaolô thì chúng ta phải trở nên một con người tự do thực sự, là con cái của Chúa, không bám víu vào những cái gì hiện đang có, mình đang sử dụng nó, để chúng ta nói về Chúa cho mọi người biết. Tất cả là phù du. Rồi trong bài tin mừng thì Thánh Marco thuật lại cho chúng ta cái gì? Một điểm nó rất là hay, đó là cái bài cuối tin mừng, khi mà Chúa Giêsu đã làm hết mọi việc, dân chúng đã ca ngợi và muốn giữ người lại, thì theo lẽ thường của mỗi con người chúng ta đây, ai cũng muốn sử dụng, ai cũng muốn được hưởng những thành quả của mình đã làm ra, phải không ạ? Ai cũng muốn được hưởng những thành quả của mình đã làm ra. Chúa Giêsu cũng là một con người xuống thế làm người, nhưng rồi Chúa đã phải thoát ra cái con người đó, để rồi Chúa phải vâng lời Chúa Cha, Chúa đem tin mừng đến cho những con người khác. Dù là Ngài đã làm được tất cả, chữa được nhiều bệnh, rồi đủ các thứ bệnh Ngài đã chữa, Ngài trừ cả quỷ, họ đã tung hô để giữ Ngài lại. Nếu Ngài ở lại đó thì tất chắn Ngài rất là sướng, họ rất là cung phục Ngài, họ tôn trọng Ngài. Nhưng Ngài bỏ tất cả, Ngài nói với các môn đệ của Ngài là chúng ta đi qua những làng mạc bên cạnh để còn đi rao giảng lời của Chúa, nước của Thiên Chúa nữa. Nếu chúng ta không thoát ra, quay trở về, Thánh Phaolô đó là một con người tự do thực sự đó, thì trong cuối năm mỗi con người chúng ta hãy hỏi lại, xem xét lại, đứng trước mặt Chúa mình xét lại một đời sống năm qua, chúng ta sống đức tin như thế nào, và chúng ta sống cái tình bác ái với tha nhân như thế nào, để rồi xin Chúa sang năm mới này, Chúa củng cố đức tin cho chúng ta, và Chúa lại ban tiếp tục những ơn cần thiết để chúng ta sống đức tin một cách tốt đẹp nhất. Amen.